Ở NBA, những câu hỏi so sánh luôn được đưa ra giữa cầu thủ này và cầu thủ khác. Người hâm mộ luôn muốn biết ai xuất sắc hơn, ai toàn diện hơn, hay ai là người ghi điểm tốt hơn. Tại đây, hãy cùng nhấn mạnh vào câu hỏi cuối cùng: ai là người ghi điểm tốt hơn? Thoạt nhìn, câu trả lời có thể được đưa ra ngay bằng tổng số điểm mà cầu thủ ấy ghi được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để có một câu trả lời thực thụ cho câu hỏi này thì khía cạnh độ hiệu quả trong tấn công hay khả năng đóng góp ổn định trong một thời gian dài cũng cần được tính đến. Hãy cùng điểm lại top 10 tay ghi điểm xuất sắc nhất lịch sử NBA và vũ khí tấn công ưa thích của họ. Stephen Curry, một tài năng trăm năm có một và khiến cả thế giới bóng rổ phải thay đổi. Trong top 10 cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất lịch sử, Stephen Curry là một trong những cái tên trẻ nhất. Tuy nhiên, trong thập kỷ vừa qua, anh chính là người được nhắc đến nhiều nhất với phong cách tấn công làm thay đổi toàn bộ mặt bằng chung của NBA. Hậu vệ All-Star của Golden State Warriors không chỉ nguy hiểm chết người từ ngoài vòng 3 điểm, mà Curry còn cực kỳ xuất sắc trong khâu dứt điểm ở cận rổ và có khả năng loại bỏ người kèm nhờ kỹ năng người bóng lắc léo của mình. Chính nhờ sự đa dạng này, Stephen Curry bước ra khỏi nhóm những xạ thủ hàng đầu NBA và điền tên mình vào top những cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất lịch sử. Dẫu vậy, vũ khí ưa thích của cầu thủ sở hữu hai danh hiệu MVP vẫn là ném 3 điểm. Tính đến nay, Stephen Curry đang có tổng số quả 3 điểm đứng thứ 3 lịch sử NBA và tỷ lệ thành công đứng thứ 4 toàn giải. Dù NBA đã từng chứng kiến nhiều tay ném đỉnh cao, nhưng chưa ai đạt được hoàn hảo về sự kết hợp giữa cường độ dứt điểm cao và hiệu quả mà Curry đang có. Jerry West, trong kỷ nguyên ném rổ còn chưa là một vũ khí tại NBA, ông đã phá bỏ mọi giới hạn. Huyền thoại của Los Angeles Lakers ghi trung bình 27 điểm trong sự nghiệp kéo dài 14 năm, 3 mùa ghi trung bình trên 30 điểm và đạt đỉnh cao ở mùa giải 1965-1966 với 31,3 điểm mỗi trận. Không chỉ chơi tốt ở regular season, Jerry West còn xuất sắc ở vòng playoff. Ông từng gây sốt với 40,6 điểm mỗi trận ở postseason 1964-1965, trong khi cán mốc 30 điểm mỗi trận ở 6 vòng playoffs khác nhau trong sự nghiệp. Trên đây là những con số cực kỳ điên rồ và nó đến từ thời kỳ NBA còn chưa có vòng 3 điểm. Điều cho thấy huyền thoại Jerry West đã ghi điểm với cường độ ấn tượng như thế nào. Vậy chưa có vòng 3 điểm thì vũ khí của ông là gì? Câu trả lời là những cú ném từ cự ly trung bình, mid-range shot. Khác với bóng rổ ở thập niên 1980 hay 1990, kỷ nguyên chơi bóng của Jerry West vẫn chưa thực sự có khái niệm ném trung bình. Nhưng chính vì điều này, ông khai thác vào lỗ hổng của rất nhiều đồng nghiệp khác, biến chúng thành thế mạnh của mình và oanh tạc NBA. James Harden không cần thích thần râu vì vốn đã có rất nhiều người ghét anh ta. Nhận định về lối chơi của JH13, ý kiến từ người hâm mộ rất trái chiều. Có người cho rằng Harden ăn vạ quá nhiều, dẫn đến việc anh có cả tỷ quả ném phạt. Người khác thì lại tôn sùng và gọi anh là một cầu thủ tìm ra kẽ hở của cuộc chơi để tận dụng nó làm lợi thế. Không quan trọng, James Harden đã bỏ ngoài tai mọi sự chê trách để trở thành một trong những tay ghi điểm hiệu quả nhất tại NBA. Cùng với đó, khả năng tạo khoảng trống để dứt điểm của The Bear cũng thuộc dạng hiếm. Kết quả là dù mới 30 tuổi, Harden đã lọt vào top 15 cầu thủ có số điểm trung bình mỗi mùa cao nhất và tỷ lệ ném rổ thuần, true shooting percentage, tốt nhất lịch sử. Nói về vũ khí số 1 của Harden, đó phải là những cú step back ra ngoài vòng 3 điểm. Đây là miếng tấn công đã giúp anh có số quả 3 điểm thành công nhiều thứ 7 trong lịch sử. Và ở mùa giải năm nay, Harden đang trên đường đi đến danh hiệu ông vua ghi điểm Scoring Champ tại NBA lần thứ 3 liên tiếp với trung bình 34,4 điểm mỗi trận. Kevin Durant, những cầu thủ cao trên 2m13 đáng lý ra không nên ném rổ tốt như Kevin Durant. Chiều cao và sải tay dài kỳ dị của Durant chắc hẳn đã giúp ích cho anh rất nhiều. Nhưng điểm đặc biệt trong lối chơi của KD chính là gói kỹ năng của một hậu vệ trong thân hình của một tiền đạo cao kêu. Lịch sử NBA mới chỉ chứng kiến 14 cầu thủ có chiều cao từ 2m05 trở lên, có ít nhất 1.000 quả vào điểm thành công. Trong nhóm này, chỉ có 2 cầu thủ ghi trên 27 điểm trong cả sự nghiệp là LeBron James và Kevin Durant. Thống kê này cho thấy tiền đạo All-Star của Brooklyn Nets xuất sắc như thế nào. Trên đường đến 4 danh hiệu cầu thủ ghi điểm nhiều nhất mùa giải,
Kevin Durant đã nhuần nhuyễn vũ khí số 1 của mình, đó chính là ném rổ. Với tỷ lệ thành công cao thứ 12 lịch sử NBA, Durant có thể ném rổ dù trước mặt anh là bất kỳ ai. Dù đó có là một hậu vệ chuyên thủ với xả tay dài hay các trung phong cao lớn, KD sẽ thoải mái dùng thể hình và form ném có điểm ra tay ở vị trí cực cao để bắn hạ đối thủ. Chưa ăn sinh nhật lần thứ 31, Kevin Durant đã ghi tổng cộng 22.940 điểm trong sự nghiệp, và con số này có thể đã cao hơn nếu anh không chính chấn thương Achilles ở NBA Finals 2019. Allen Iverson, trong top 50 cầu thủ ghi nhiều điểm nhất lịch sử NBA, đây là danh sách những cái tên có chiều cao dưới 1m83. 1. Allen Iverson. Và hết, danh sách chỉ có vậy thôi. Tại NBA, thiếu chiều cao là một điểm yếu khiến các cầu thủ nhỏ con không thể nào vươn đến tầm huyền thoại. Tuy nhiên, Allen Iverson thì lại khác. Thể hình thấp bé đã biến Iverson thành một con thoi đầy tốc độ. Anh như cơn ác mộng với các cầu thủ phòng ngự và xoay họ theo bất kỳ hướng nào mà anh muốn. Biến đánh tấn công mà Allen Iverson sử dụng để tra tấn các cầu thủ phòng ngự là một tổ hợp về sự đột phá, bao gồm khả năng nhồi bóng đỉnh cao, sự bùng nổ tốt về cả hai phía và nhãn quan để đánh giá vị trí của người kèm trước khi tấn công vào rổ. Với gói kỹ năng đặc biệt cùng cú killer crossover, Allen Iverson đạt 4 danh hiệu scoring champ trong sự nghiệp và trở thành một trong hai cầu thủ duy nhất ghi trung bình 25 điểm cả sự nghiệp nhưng sở hữu chiều cao dưới 6'5"